Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đồng quay trở lại với clip theo trên kênh mình nhá Vâng, một clip mới là mình xin chúc tất cả những xem video này là một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha em ơi. Ok thì trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn đến cho anh một cách để anh em có thể nhận được skin súng này ở trong Free Fire hoàn toàn miễn phí luôn. Thì nếu như em nào ấy mà muốn là còn có những cái skin súng này để anh em có thể là à, chơi cùng bạn bè này, đó để gọi là có thể là anh em đi leo danh các kiểu đó thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cũng nhớ là xem thật kỳ video này để có thể làm được thành công nhá. Và Uh, trong clip hôm nay thì mình cũng đang có là mini game dành tặng những phần quà đến cho anh em nào xem video Đã nhấn like, đăng kênh Đó là một phần quà là kim cương Cũng như đó là các loại vật phẩm này, trang phục trong game Hoặc là đồ trong game thì anh em thích nhận trang phục gì ấy Thì anh em cứ nhận thoải mái nhá Và bây giờ thì uh, mình sẽ đổi qua một con khác thì uh, mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá Tiếp theo thì đây mình có đổi qua rồi đây anh em ơi Đấy và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem trước là cái phần vũ khí của mình nhá Đấy không nhiều anh em lại bảo uh, uh, có vũ khí các kiểu rồi Đây hiện tại thì mình chỉ có hai ba cái skin súng là free thôi anh em ơi Đấy skin uh, súng uh, cánh cụt uh, À, cái gì này WG gì đó nói chung là skin này thì nó free anh em ạ chỉ số thì nó không quá là ngon đâu ở đây có cả là AK rồng xanh à, cái gì AK là samurai này anh em ơi tăng hai băng đạn thì chắc là khẩu này thì cho anh em anh còn vứt đúng không đó ở đây thì mình cho anh em xem hết luôn nhá là hiện tại mình không có một cái skin này hết nha ở đây có một cái skin chảo thôi anh em ơi skin này thì cùng nhận free đấy nhận free trong mấy cái sự kiện là cho hack mới đó đây kiện này anh em ơi đây mình có nhận được cả là ván lướt nhá đó không nhiều anh em đã bảo là mình có sẵn là skin súng hết rồi ok và bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể là nhận được đó là cái gì nhỉ à, skin súng luôn nha đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em này bước đầu tiên thì anh em sẽ nhận vào phần thêm bạn giúp mình nhá tiếp theo thì anh em sẽ nhấn vào thêm bạn này và ở đây thì anh em sẽ là kiếm cho mình một bạn nào đó nhá một bạn nào đó mà anh em vào kiểm tra thấy có có rất là nhiều vũ khí họ nâng cấp các kiểu gì đó đi ông này thích đấu này thì ông ấy là có sự kiến súng gì hôm đây để mình xem thử nhá qua wow, có là pha mát này anh em ơi có là pha mát là uh, cái gì nhỉ pha mát uh, dạ xoa nâng cấp nhá uh, đây có cả là sọt của cái gì sọt uh, chiến tranh này Sơ k này ak này ui ngon nhở tính ra là khá là ngon anh em ơi thì vì uh, chúng ta cùng bắt đầu vào uh, vào tiết mục của anh em ơi đấy đây thì mình sẽ copy ID đi này đó thì uh, mình cũng nói trước em một điều là chúng ta ấy nếu mà gọi là khi mà làm ấy thì một trăm phần trăm thì sẽ không nhận full rồi nhá, không nhận full được tất cả những sự skin súng người ta đâu. Ví dụ như ở đây mình có thấy là rất là nhiều sự kiện súng khác này, thì chúng ta sẽ là một trăm phần trăm là không nhận được full rồi nhá. Chúng ta sẽ là nhận được khoảng là tầm uh, 70 đến tám mươi phần trăm sự kiện súng họ thôi. Nó còn hai trăm súng còn lại thì chúng ta sẽ nhận được ở súng sự kiện khác nhá. Nó ngẫu nhiên anh em ạ. Nó sẽ là ngẫu nhiên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Bước đầu tiên thì anh em sẽ copy cái đi này giúp mình nhá. Sau nhấn thêm bạn này. Ủa, nút đấy thêm bạn không được à? Thế là mình sẽ phải thoát ra nhá. Và nhấn vào tìm kiếm này. Đó và anh em sẽ nhấn thêm bạn này. Anh em spam cho mình là ba lần. Sau khi spam rồi thì anh em sẽ nhấn vào. Đấy, tiếp theo thì anh em sẽ nhấn vào cái hồ sơ của họ nhá. Sau khi nhấn vào đây rồi thì anh em sẽ nhấn vào cái vũ khí này. Ok, xong rồi thì anh em sẽ nhấn vào danh sách mong muốn xem họ có cái gì không nhá. Ví dụ như có vũ khí gì đó đi thì anh em sẽ nhấn vào thêm cái yêu thích của anh em. Đây, ở đây thì có mấy cái vũ khí còn chưa ra mắt này. Đó, Ska, Sigma thần, uh, Sigma thần ma các kiểu này. Rồi đây có cái áo áo cloth beta đấy, áo này thì khá là hiếm thôi. Anh em nào sở hữu thì đông độc nhất đấy anh em ạ. <laughs> ok, tiếp theo thì anh em sẽ là thoát ra giúp mình và anh em sẽ vào trong phần sự kiện vào trong phần thông báo và nhập cái code cho mình nhá. Ở đây thì anh em sẽ nhập cho mình một cái mã code đó là bung uh, skin súng đây skin súng này ff này đấy <laughs> ob là 45 đây à, mình tắt tiếng Việt à, tắt 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 tiếng Việt đi nha, mình viết tiếng Việt đây là nó không cho nhập anh em ơi. Đây, bung skin này, súng này. FF này. OB này, 45. Đây, ở đây thì mình viết số 5 thì nó ra thành cái dấu cách nhá, thì anh em cứ bỏ qua nha. Bỏ qua giúp mình, anh em sẽ là copy nguyên cái dòng này giúp mình nhá. À tư tư. Trước khi copy ấy thì anh em đừng quên là anh em sẽ là phải ghi cái ID bạn kia ra nhá. ID của bạn kia ra không là hồi một chút nữa là anh em sẽ mất cái ID vào đấy nhá. Mất cái ID ở đấy thì anh em sẽ là khả năng làm nó không thành công đâu anh em ơi. Nói anh em sẽ sao chép giúp mình này. <laughs> Xong rồi thì anh em sẽ nhắn xác nhận. Sau khi mà nhắn xác nhận rồi ấy, thì bây giờ anh em sẽ là ra giúp mình. Anh em cũng nhớ cho mình là cái ID của anh em. Hiện tại anh em phải nhớ cái ID của anh em nhá. Mình sẽ viết ra ngoài này, không là hồi một chút nữa thì sẽ quên. Tại vì mình đang copy cái cái dòng mà mình có bảo anh em copy vừa rồi ấy thì anh em đừng đừng có làm mất nhá nói chung là đừng có làm mất cái gì hết nha anh em mà làm mất ấy thì khả năng ấy thì nó sẽ là không thể nào mà thành công đâu à, mất id bạn kia thì tỷ lệ thành công em nó cũng mất hẳn đấy nhá đó nên là em phải xem thật kỹ này mình hướng dẫn bước nào thì anh em xem thật kỹ bước đó thì chúng ta mới có thể là làm thành công nha <laughs> sau khi mà anh em đã gọi làm xong những bước đầu tiên rồi thì bây giờ anh em sẽ thoát ra mình chính chúng mình anh em sẽ vào cho mình một cái ứng dụng là ra chiver nhá tiếp tục thì anh em sẽ nhấn vào bộ nhớ thiết bị này thì cho mình là android này data này và ở đây thì anh em sẽ lấy mình đó là com.dts cũng như đó chấm free max thì anh em sẽ nhấn vào và anh em tại mình một folder này anh em xóa dòng này đi xóa đi tiếp tục anh em sẽ nhấn vào tạo cho mình một cái file là cái đi bạn kia nhá lấy cái đi bạn kia vào rồi đấy xong rồi thì anh em sẽ nhấn vào tạo cho mình một file là txt à, đây thì anh em cũng nhập id của bạn kia vào nhá id vào này đấy sau khi mà nhập id của bạn kia vào rồi thì anh em sẽ nhấn mở lên và anh em sẽ dán id của anh em vào đây nhá anh em sẽ dán id của mình vào này dán id của cái cái nick mà anh em đang muốn có skin đấy nhá đó và anh em sẽ nhật cho mình đó là bung skin đây bung này skin uh, súng free file này em nhớ là viết đầy đủ nha không viết ff nha anh em ơi viết free fire ob là 45 đấy anh em sẽ nhập lưu lại giúp mình lưu sau khi mà anh thấy đã lưu tệp này thì anh em sẽ thoát ra à, đây thì mình vừa nhấn vào dấu cách ấy. thì anh em bỏ bỏ qua đi nhá không này đó rồi nó sẽ lưu sẵn đây nhá đây nó lưu sẵn đi rồi, thì bây giờ anh em sẽ đã thoát ra, anh em vào lại trong game giúp mình, đấy, sau khi vào lại trong game ấy, thì bây giờ anh em sẽ vào cho mình một trận đấu là độc lan chiến, đây, bây giờ thì anh em sẽ vào cho mình một trận đấu là độc lan chiến nhá, vào trong đây thì anh em sẽ bắn cho mình, uh, uh, xem nào, bắn cho mình khoảng là tầm ba uh, trận đi anh em, ba trận đi, Đấy bắn ba trận thì uh, nói chung là không cần thiết nhất, không không nhất thiết là anh em phải bắn rồi nhá, anh em chỉ cần uh, gọi là chơi thôi anh em thích làm gì cũng được qua bên kia ví dụ như là gặp bạn gái hay là cái gì đó thì anh em thích qua team up các kiểu các kết bạn đều được nhá đó còn anh em nào mà thích bắn thì anh em có thể bắn giống mình thì mình thì vào trong đây thì mình chủ yếu cũng đi bắn thôi anh em ơi đấy chứ mình không có gọi là vui vẻ gì đâu mình sẽ gọi là đi bắn nhanh nhá Rồi ok, đấy sau khi mà xong rồi thì anh em sẽ thoát ra giúp mình nhá. rồi thoát ra thì bây giờ anh em sẽ là thoát game ra giúp mình này. Đấy, thoát game ra luôn. Anh em sẽ vào lấy game giúp mình nhá. Sau khi mà vào lấy game ấy thì uh, chúng ta cùng uh, xem thử nhá. Ở đây mình chỉnh lại cái cấu hình này. Nó đang bị uh, lỗi lỗi cấu hình một chút anh em ơi. Nên mình sẽ chỉnh lại nhá anh em mình vẫn yên tâm đi mình không cắt ghép đoạn nào đâu anh em ơi không cắt ghép một đúng đoạn nào hết thì mình sẽ làm từ đoạn cuối này không cắt ghép cho anh em xem luôn chỉ có tô nhanh cái đoạn mà mình bắn trong trận thôi bây giờ chúng ta sẽ check thử skin súng thêm chúng ta thành công cho nha đây mình check thử này rồi đây ui vậy là mình đã thấy là có thành công có được skin súng này anh em ơi đấy và bốn này chúng ta có rừng xanh này đấy có thể trang bị luôn nha anh em ơi đấy ak ui AK là rồng xanh là level 7 nha anh em ơi, quá là ngon đây. Đấy có súng nâng cấp thì chúng ta có tuyệt vời đúng không? Đây mình lướt nhanh anh em xem nhá. Đó M14 này, rồi SK các kiểu chúng ta có hết này. Đó, X18 thì hiện tại chúng ta chỉ có là quái thú thôi anh em ơi. Đấy N94. Ui, N94 thì có 7 đá này. N94 thì quá là ngon, quá tuyệt vời nhá. Đấy AUG thời không này Nó này thì mình có thấy bạn Kiều có mấy khẩu này nhá nó thì này mình có bảo với anh em ấy là 100% thì chúng ta sẽ không nhận được giống bạn kia đâu Mà sẽ nhận được là 70 đến là 80% thôi Đấy có UMB này Đấy thì chắc bạn kia cũng có UMB nhong nhong các kiểu anh em ơi Nên là mình sẽ nhận được này Đó mới năm cũng có nhá à, Mới bên bằng xa đấy Ui quá là tuyệt vời Tiếp theo ở đây mình xem còn một skin gì không nhá Ui có cả long tục là level 7 này anh em ơi Long tục là 7 thì chúng ta ngon rồi đó và tiếp theo thì có sọt hai viên là level bốn kiểu nhá nơi nâng cấp ôi tính ra nhiều phết đấy chứ nhở đấy như này thì chúng ta cảm thấy là quá là đủ skin súng này ngắm em chơi thôi vậy là mình là thành công có là skin súng miễn phí rồi nhá và mình xin chúc tất cả những em xem video này là có một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở trong một cái clip sau hay hơn và bởi hơn nhá